Cải Thiên Long Sơn có gì thường nói, đúng ra Thiên Long Sơn sẽ bị đóng cửa luôn. Tại vì bề trên nói cha đang tính là Thiên Long Sơn là nơi là cũng là gọi là đào bới móng, thao dược vỏ đó. Mình phải luyện vỏ không coi gươm nó bị lục cao quá không, gươm phải bén không xét á thì mới đóng cửa, mới để cho mấy cái thằng ma quỷ dưới này nè, nó muốn hoành hành gì nó hoành. Cái sau này á, Kiệt mới thương dân cộng đồng, thương chúng sanh ở vùng này, nó năn nỉ con vừa lo được núi cấm, mấy vị nói là núi cấm là chính, Thiên Long Sơn là phụ, rồi cái mới năn nỉ con lo được hai bên. Hồi xưa kia không có nhận đệ tử, hôm nay mấy người comment nói ê bây giờ anh xin sư phụ anh đệ tử anh ngon quá ha, ê có lý do đó nghe, không nhận đệ tử ai bảo quản Thiên Long Sơn để Kiệt đi làm chuyện thiện. Mấy giờ chuyện giả không, cái này giả, Thiên Long Sơn vẫn là giả, Việt Nam mới là chính, mấy vị mới nói. Thì lúc đó bên trên mới cho nhận mớ đệ tử để mà sau này Kiệt đi để biết cách để mà lo phụ trên núi, đó là có lý do. Chứ cả chỗ này cơ xưởng hay là núi đều là cái móng để mà xây nhà lầu của nước Việt, đó là cơ trời nhị đó. Mà mình xây được hay không á là coi có cho mình xây hay không. Kiệt chỉ biết một đời này Kiệt không còn trở lại thế gian nữa, cho nên gắng làm cho xong. Kinh mẹ có nói mà, ai đọc kinh Thiên Tâm, kinh Thiên Mẫu có nói đó, mẹ sẽ ban hồng ân kim thân về đoàn tụ gia đình gì đó. Xuống đây 90.000 năm rồi mà mẹ nói chuyện á, kinh Thiên Mẫu có nói. Cũng lúc thời mới mua cái núi thì ở trên mấy chư Phật nói, mấy chư vị nói cái núi để mà quy tụ những đứa con thiên để mà quay về để mà lập hội Long Hoa. Chắc có ông này á lập hội Long Hoa nhân tài thế giới để về lập hội Long Hoa cùng với Đức Quỳnh Phú Sổ thì không có cái núi mình đã quy tụ tới ngày hôm nay. Mà cái chuyện mà mua cái núi nó khổ lắm, thời đó đó mình bị mấy tụi Mỹ kỳ thị, hãng xưởng làm sụp sệ. Mua cái núi là 1 triệu đầu tiên, 30 mẫu đất đầu tiên nha, mua của cái ông tên là Nguyễn Văn Bình, kêu ra đổ 10 bằng cậu ruột. Cái núi original 30 mẫu, giàu đó, ông giàu khủng khiếp. Tiền của ông để ông tủ vậy nè. Trời con có đổ 10 mà đâu phải cháu đổ 10 đâu phải vừa tỷ phú mà. Rồi cái ông mua cục đất này làm sao không biết, mà cái lúc đó ông cứ bán hoài không ai mua, ông đăng hoài cả năm trời không ai mua. Cái ông biết mình hiền hiền thích làm, mà lúc đó là cúng dường cái chùa này rồi thì ông mới gọi hey Kiệt mà mua đất này em bán chịu cho nó, em không có tiền, em có cái chùa là đủ rồi. Thời đầu tiên là vậy, cái lúc đó mình đang Việt Nam, ông cứ gọi hoài, ông năn nỉ bán cái đất đó, bán cái đất Thiên Sơn mình á. Cái cuối cùng chịu không nổi ông gọi cái ok rồi anh bán chịu, cái ông làm giấy bán chịu 3 năm không tính tiền lời. Đầu tiên là ông hứa là không tính tiền lời nghe. Đấy mình nói mình đâu chịu mua đâu. Mình xong mua rồi. Cái ông mới tính tiền lời, tức là đồng ý xong rồi ông đổi ý, tính tiền lời cũng ok. Vừa mua được xong cái đó cục đất cũng chưa có xây gì, cũng chưa có tượng, chưa gì hết, hoang vu lắm. Sau đó đó có tiền nhiều thì xây cầu thang đi lên, bây giờ mình thấy có tiền nhiêu đổ cái đường driveway. Cái đường driveway á thời đó nó tính là một square feet á, mà đổ dày 11 inch á là khoảng $8, bây giờ là khoảng 15-16 đô, nó không đổ nữa. Mà hãng này hãng kia kìa, làm tiền lúc nào á cứ xin mỗi cô thư ký từng xin 40.000 để trả tiền xi măng cho mấy anh mới, tại nó mỗi tuần nó đổ, mỗi đổ mà có tuần ở trong hãng không có phát lương. Mấy anh mễ thì phải lấy tiền liền, lấy tiền mặt không à. Mà đổ con đường vậy á cực khổ lắm, chi chút đổ qua đổ về.
lấy đầu heo nấu cháo làm đủ thứ hết. Mà từng nào làm tới mấy cô thư ký cổ quải con nghỉ hết. Có bao nhiêu tiền anh đi đổ xi măng hết. Mua nhôm với trả nhân viên không lo. Chưa tính đó, phần đó mình không nói nhiều nha. Mình đang nói cái phần ông Bình này nè. Ông ác cực kỳ. Mình làm cầu thang lên, mình để tượng Phật đồ rồi. Cái ông lên ông thấy đẹp, cái muốn đổi ý, muốn giật lại. Cái ông ngồi ông canh. Còn ở chừng khoảng 4 tuần lễ nữa là hết cái hạn là 3 năm á. Cái lúc đó chạy đông chạy tây đi mượn tiền. Người này mượn tiền người kia. À, trong đó có mượn tiền là chị Đoan Lê á. CBA đây nè, chị biết không? Ừ, hỏi bữa là chị hỏi bà. Em nói là thiệt. Cái bà hứa cho đã thì chắc bà đòi ý bà không cho. Trời ơi chết tôi. Ông Bình ông lấy đất lợi rồi. Mẹ tôi, cha tôi đứng trên đó rồi làm sao? Cái có ngày buồn quá, gần tới ngày cái mẹ hiện về. Con gán lo trả con Phật mẫu. Mẹ mình đó. Rồi mấy vị chư Phật rồi cũng nói. Con mà không trả tiền cho họ là phiền lắm á. Phật mà còn lo nữa. Ở anh bắt ơi, cái này. Cái lúc đó quýnh quá không biết làm gì. Sư phụ có cái building gần đây nè, 40.000 square feet. Đúng ra thời đó bán là khoảng 8 triệu mấy. Nhưng mà khi mình cần tiền gấp quá đó, bán hai cái building luôn. Cái ngang đây cũng của sư phụ là 4221. Bán ba cái building liên tục. Mà bán giá bỏ luôn. Để giữ cục đất Thiên Long Sơn á. Mà bán rẻ. Chứ phải thời nay là thêm 30-40 triệu rồi. Cái building ta 7-8 triệu, ví dụ bán có 3 triệu mấy. Tại vì đồng tiền nó nằm trong cái building nó lót nhiều quá. Cái hệ thống nó lớn. Rồi cái khi mình làm lon nhà băng á, nó không có cho. Nó mày mắc nợ lùm lùm la. Không phải là mình không có tiền, nhưng mà đồng tiền làm ăn, người nào làm ăn sẽ hiểu cái này. Nó không phải dễ rút tiền đâu á. Bán ba cái building thời đó. Ngày mà cái từng mà còn có mấy ngày nó mà hết hạn đó, mình trả cho ổng, ổng tức. Tao lấy lại đất không được, tao tức. Xé một chút xíu mình mất cái tiền làm sờn. À, chuyện đó dài dòng lắm, nhưng mà không kể sơ sơ. Có tên tuổi thì hỏi mấy người đó thì có chuyện này không. Không phải dễ mà có cái Thiên Long Sơn đâu á. Nội cái đường đổ xi măng á, tháng mỗi một nó đổ một ngày á là mấy chục mễ. Mấy anh professional mới làm được cái núi nha. Thì thứ bảy chủ nhật là nguyên băng của nó kéo lên. Tại vì tụi nó làm giống như thêm tiền á. Mà tụi ngồi tụi pro không á. Mà từng nào trả từng đó. Có như làm từ khúc, từ khúc, từ khúc. Làm cả năm trời mới được cái con đường đó.